Hello anh em, và chào mừng anh em quay trở lại với channel của SiZ. Hôm nay mình đang có một trận mà gặp bạn top 1 thách đấu nè. Mặt phi long đâu rồi, đây này, bạn này cũng top 1 thách đấu á. Nhìn thấy số má ở đấy sao? Trông ngầu đét anh em này. Cái món trận này không được để thua nhá. Cố gắng lên anh em. Mặc dù nghĩ khả năng bạn này đánh professional gây gớm, các thứ đồ gây gớm sợ hãi phết đấy. Cố gắng thôi. Nó cái này đồ ngon này, đồ ngon cho mình này, tốt này em. Ai này nhót nhé, này nhót. Sửa này luôn, xuyên đôi, không xuyên đôi nữa rồi. À, không xuyên đôi bạn này, thì muốn xuyên con Flo. Flo đi bộ thẳng lên luôn, xuyên mình. Ok, mình xuyên bạn Flo luôn. Flo mình xuyên luôn, ok. Cũng chả gặp ai, đến mặt phía đỏ đánh gì đây? View... Không có trang bị à? Ơ? Sao có trang bị nhỉ? À, bạn này chuyển chữ thua mà sao? Mà thấy nhau. Roll một phát không? Phát đi. Hay bỏ. Ok. Bạn này có truy hồn ở đây, floor ở kia. Floor ở kia. Đang góc chỗ này đi. Xuyên. I believe in you. I believe in you. You keep on better. You keep on coming through. Tội gì? Tội gì không lấy nha. Tội gì không lấy. À, trận này mình sẽ đánh hạng 8 được. Chắc gần floor nữa đâu nhỉ. Tôi đi thấy đã lít nữa. Nó bây giờ chả sợ gì nữa. Floor 2 thì nó xiên hết này. Khỏe quá nhỉ. Tí nó lại thua thì nhục. Bác nhục. Trường học đại rồi nha. Nó voi cũng muốn lấy nhỉ. Anh tẩy bán con. Tôi muốn giữ 3 bạn 4 bạn này mà thắng được không nhỉ? Giữ 4 bạn này thắng được không ta? Hay là thêm một bạn nữa cho yên tâm nhỉ? Thêm bạn nữa tố mất thọt thêm 2 vàng hay thọt thêm nhiều vàng. Không muốn lắm. Thấy con này cũng ngon không muốn bán. tiếc rơi thôi, mình thọt thôi. Ngon, gặp đúng con mình cần xin nó luôn. Mình để đấy counter bạn đấy anh em. Máy thế cũng đúng bạn đấy luôn này. Thôi, tốt rồi anh em ơi, tốt rồi. Nhiều bán thần không? Một bán thần, hai bán thần anh em chơi được. Thế này khả năng mình đánh nguyên tố hơn là đánh thêm đánh trợ thủ, đánh nguyên tố hơn. Ui, trợ thủ kia không mua. Bán này đi, đây này luôn. Chết người diệt khẩu sớm anh em. Giữ chuỗi SMG quỳ con. Ui về thế, quỳ hồn các thứ thế. Ôi ôi cái gì đây? Chúa sinh ra bạn này thì chơi rồi. Kệ rồi, bắn thẳng vào mặt mình, bắn thẳng vào đây. Chuồn rồi. Đây. Nhon thấy thẳng. Hai con này chéo chéo. Ok so le này đi. Gắn con Dio bắn đầu cái con đấy phát. Đấy trông ghê thế. cung thú gặp mình là ok đó, mình thích á. 4 Noman mà anh em. 5 Noman. Hay là thêm một con này đi, hai ma này đi. Chơi cái này đi. Butterfly mình muốn giết con gì nhở? Ê con này này. Đây, ok. Sao quỷ bây giờ nhót được rồi. Crap. Voi 15 con em ơi, trận không ganh voi đấy. Yon, ok. Con Butterfly mình vào đúng góc đấy luôn. Gặp vào 6 Noman như nhà mình thì mấy con cung này chắc là đi rồi anh em. Cung hồi máu à? Không biết hồi kịp không nhưng mà... À, cung hồi máu thì trông cũng điên hết đấy nhỉ? Bắn ulti. Ok anh em ơi. Bạn top 1 kia trông cũng căng. Một phát roll Zina thần. Bây giờ mình có thể đánh con này cho con lau này, này đánh cho con ra phần Valentino này, cho hai con này vào này, mình cứ bỏ đi đến con Butterfly vào thở này nhé. Thêm một tướng mình thêm con Bio. Điểm ha. Martina kia cũng muốn lấy trợ thủ. Dio đánh trách thương nào. Teo bắn chéo à? Teo bắn gặp mặt mình luôn à? Sợ thế, chuyển sang đây nhé. Tao bắn thẳng mặt mình sẽ né con Tule này đi. Bạn này thì yon giữa battle dí vào con đấy được. Bạn này lo mình xiên nó có à, nó có sớm hết. Yon sấy vào mặt con này. Thôi rồi, tạm chấp nhận được. Tạm chấp nhận được. Lâu đi hay xấu. Xiên còn liền xiên được. Con này mất chuỗi đi. Đúng rồi. Tuyệt vời. Tại mình phải lên 8 khá là sớm đấy. Mình lên 8 phải sớm nhất cái bản đồ rồi đó. Thì mình mới chơi được anh em. Pattern 50, 20, 25, 25, 45, 45, 50, cộng 95. Là có rồi. Thêm tạm trợ thủ nữa nhé. Không cần lên cấp đâu, nhưng mà lên tạm trợ thủ đã cho người yên tâm. Đại phải cho Sekira đi. Trợ thủ yên tâm mà anh em, trợ thủ đầu game cũng khá là ổn áp đó. Nhất là con floor 2 kia cầm máu cho mình nữa. Con liềm. Xiên đúng rồi, nhưng mà thôi mất vẫn thua anh em ơi. Từ này có vẻ khỏe hơn mình. Lau một cũng không ăn thua là giết rồi. Má biết thế quả đấy đánh Noman có đỡ hơn không nhỉ? Này còn lau 2 rồng cũng điên hết ta. Tố mất con. 2 3 tố đi. Rồi. Thần của tổ vong. Nào mất chuỗi mà thử nghiệm luôn. Rồng thổi, ôi quên mất con rồng này sẽ thổi vào góc con lau và con floor. Quên. Nhấn ra code nào. Is all just a mirage. The time has come for me to return. I am the earth. The thrill of battle, like none, never ceases. Má không thổi nốt nó. Nó cót anh em ơi. Anh quên. Vẫn cần con Nacot các bạn ơi, không có Nacot không có thương là cũng dở phết đó. Mà mình lên sớm chứ nhở. What? What the f... Ô ê, không để ý phát nó còn có 4 con Nacot luôn kìa anh em ơi. Gì vậy? Ồ, anh em đánh thế thì chịu rồi. What the hell? 5 con rồng, 4 con Nacos, sao anh em sớm thế nhở? Wow, anh thấy chịu rồi. Chịu chặt luôn rồi. Ô, Shiba. Chết rồi, thiếu đam quá nhở. Không thêm một tí. Không lấy mảnh. Ô, thôi, lên 9, lên 9, lên 9. Lên 9 luôn anh em ơi, mất thời gian quá. Hai con Nacos làm sao tranh nhau được. Tranh nhau làm sao hai con Nacos với mấy bạn này, bạn ấy. Bạn này điên lắm. Thôi lau gánh với là tạm thời lau gánh, rồng gánh các thứ thôi. Cầm máu được bao nhiêu mà cầm. Lên 9 mình chơi à. Ôi không để ý đó. Oh shit đâu. Phải đến 9 để tính kiếm con Ilu thôi nha, không có cách nào ấy. Phải kiếm con Ilu thôi. Nên lấy mấy con Aduin về anh em, quên. Hay là roll tiếp nhỉ. Thật. Diu 2 này lên tạm. Vãi thật anh em ơi. Giờ gió. À, trận này đi mất rồi. Dòng giữa trông ngon hơn nhỉ. Mày đen thế, chứ tôi 3 cũng được không sao? Ảo ma ghê anh em ơi, cứu tôi với. Đây lấy con Ilu thôi chứ biết sao rồi, chỉ còn cách kiếm Ilu cứu tôi. Và chợ kia chết đi. Thì bạn này chết bớt đi, lấy trả lại Hanak này. Bạn này chết không trả con nào, bạn này chết không trả con nào. Ôi bạn này cầm nắc làm gì, cứ chơi nắc đâu, cầm làm gì. Bạn này chơi làm gì, trời ơi bạn ơi, các bạn tham lam vậy. Bạn lấy hết nắc của mình. Không có gì mà chơi. Không có đam luôn, cứu tôi. Các bé ơi. Vòng thì chậm đấy. Đi. Tương lai là không sáng lạn này. Nó đi. Tốn tiền quá, tụi này không cần lên đâu. Tiết kiệm tiền. Này vẫn không chết mà. Một con nắc. Gây khó dễ mình thật. Cần có Aduin nữa nhá anh em nhá, không có Aduin là cũng dở trận này đó. Kiếm Aduin nữa nhá. Ít đam quá. Ôi trời ơi. Đi rồi. Sắp đi rồi các bạn ơi. What the fuck, méo cái này. Mỗi người đánh hắc ám mà anh em còn lấy tướng của hắc ám của mình nữa. Eo ơi, what the hell. Kiểu mỗi mình chơi hắc ám rồi. Xong rồi anh em còn không cho mình một con đường sống nữa. Lấy hết tướng hắc ám của mình. Nắc bây giờ còn 3 con. 2 con anh em còn có 2 con. Kiếm làm sao được bây giờ. Kiếm một con Ilu thôi. Ilu cầm cái này, hai cái đồ này cầm thêm cái truy hồn, mong cho mình thêm cái truy hồn đập con Ilu 2 để chơi. Cách đó. Hay thế. Các quả ma 3, 4, 5, 6 bạn đánh thú. Trận này mà mình có hắc ám là mình cũng điên rồ phết, nhưng mà giết người triệt để thật. Kiếm Ilu nhá. Ilu là bốc bốc ăn đấy. Bốc bốc mà ăn đấy. Ilu. Con. Truy hồn. Ok, kiếm Ilu nhỉ. Hay trên Nagos luôn. Ilu. Cắt. Ilu. Cắt. Ilu 2. Không kịp thay ngay. Check. Vì 6 máu phải sống vội thôi anh em ơi, không có thời gian mà suy nghĩ đâu. Não mình xử lý 15 triệu km/h mất. Con cát cần liềm. Hai đồ choi còn này. Rồng ok. À, 100 km/h đó anh em. Dòng đứng giữa nhé, Ilu đây. Sách thánh. Cây bình tĩnh. Dòng 2 này. Cây bình tĩnh dính 36, 16 máu. Con Ron nhỉ, Ron chả làm gì. Phương mắt đáy này. Upon melancholy, here's a place for me. Hút. Choáng được nó rồi. Ilu cũng đang đánh nó từ đầu đến giờ. Ok, chết. Ok. Nên tiết kiệm tiền như này thôi, đập tìm kiếm con cát 3 đâu, con voi 3 ấy à. Con cát 2 luôn nhỉ. Thôi kiếm luôn. Và sau kiếm nhé. Hội này. Kiếm đức này. Kiếm đi. Kiếm được. Đi ly nhé. Đứng đi ly. Check. Tiếp. Ngoài 3 này. Hết cảnh anh em ơi, hết cảnh rồi. Cắt thêm. Thương đáy. Mặt chi long thương đáy bên này đúng không? Mong mấy không đổi góc anh em đây. Cái chuẩn rồng. Đi luôn vào ngay đi. Thế bạn này đi bớt đi anh em ơi. Bạn này đi rồi này. Một bạn nữa đi bớt đi. Ui không đi được. 15 máu không có thể đi được đấy, 15 máu đi đấy. Đi bớt đi anh em ơi. Đi bớt đi, trả nắp cho mình. Trả mình mấy con nắp thôi. Ok, 4 bạn. Không cần Lily 2 đâu. Ui Ilu 3. Thôi một trận đấu mà Ilu 3 thì chắc là mình cũng không mơ đến trường hợp đấy. Con cát này. Con hơn. Ok, của bạn đã đi rồi, thích thế. Yêu của bạn thân này cũng đi đi. Ok, đấy thế thôi. 89 máu thì chắc mình cũng không phải là bạn này đâu, nhưng mà ít nhất là mình có giấc mơ và những hoài bão anh em. Chúng ta sẽ mơ tiếp con Iluba đi. Thùi thôi nhá, thùi thôi. Thua đi thôi, đá cót này. Bé bắt đầu bây giờ mới bắt đầu trả đấy. Iluba được đấy, mình tập sao thì Ilu mà. Biết đâu ra một cái thẻ tăng sao nữa rồi sao, đúng không? Bây giờ nhá, ra một cái thẻ tăng sao thì mình sẽ giữ hai Ilu này lại. Bây bạn này. À, lồng góc à. Bây giờ nhá, nếu mà có thể tăng sao thì mình sẽ giữ con Ilu này lại, lên Ilu 3, tại mình chưa bao giờ lên Ilu 3 là mình khá là khoái. Còn không thì mình sẽ bán hai con Ilu này đi và mình sẽ cố gắng kiếm được con Nacot 2 với cả con Cat 2 thôi cho nó hết ping thôi. Tại mình cũng không nghĩ là mình sẽ biết đâu roll được nhỉ? Yeah, cũng có thể roll được 5 con nữa, đúng không? 4 con nữa à? 1 2 3 4, 4 con nữa mà vẫn có thể roll được mà. 20 vàng. Không thể tăng sao rồi. Từ hai bạn này bán đi ăn này. Nacot 2 ăn này. Cần thêm con Cat 2 nữa. Thôi, bạn này bón. Ta cần chiến thắng em. Con cắt hai này. Truy hồn cho rồng thôi. Này cho con có đi. À, không kịp né góc. Con cát vẫn đi về đây rồi. Bạn này cũng tranh thủ lấy mấy con rồng mình phết anh em ơi. Đi rồi, bạn này giáp bổ mệnh nữa, thôi đi. Chịu. Mới chưa đi này. Còn đứa con cát này. Von cát 2 đi. Von cát mình đứng lên trên một chút nhỉ. Cho von cát thì sao? Cho voi đi. Đồ cho voi cũng được. Hoặc thêm một đồ nữa cho con rồng thổi luôn. Rồng cũng thổi luôn, thêm đồ cho voi đi. Con trâu. Bây giờ có một cái góc khá là khó chịu ở góc kia. Anh nghĩ mình sẽ đẩy hết vào giữa hết. Cho nó gian rồng này thổi vào giữa luôn đi. Nó hai rồng thổi giữa nó bị chéo nhỉ. Nó bị kiểu ok đam quá ấy. Cái này đi. Thì con rồng này sẽ thổi thẳng vào đây. Thì đỡ một con rồng anh em. Đỡ một con rồng. Rồng kia thì thổi vào góc kia thôi không có gì. Cân được không nhỉ? Cảm giác cũng cân được ấy, nhưng mà cần thêm mấy, cần thêm con cắt hai. Có cần thêm con thên nhỉ? Mình cảm giác cần thêm một con thên nữa để bổ cho nhanh không? Nên là bạn cũng có chơi thú mà. Giữ con cắt hai rồi được rồi, con cắt hai là quan trọng nhất. Cắt hai. Ok, còn gì nữa không? Còn yêu cầu gì nữa không nhỉ? Nacot mình chui được vào góc nào không? Nacot mình đối với Nacot bên kia. Rồng thổi góc này là Richter à? Thợ săn quỷ à? Con này nhiều trò phết nhở. Nhiều trò ra phết đấy. Nacot mình chơi góc này. Này thôi. À, đổi rồng ở bên này à? Rồng bên này cũng được. Lily choáng rồi, con podcast bên kia kìa, ngon đấy. Ta này dí nhiều máu bạn này đi. Dí nhiều máu bạn này vào cho bạn này đi bớt đi. Đi bớt máu đi. Ê, mình thua một ván là mình cũng thua đấy nhá. Cần thêm con gì không ta? Thôi cứ để Lily đi, biết đâu Lily nó hôn được con podcast như kiểu vừa rồi, ngon thế. DD2 cũng được. Chẳng thêm làm gì nữa. Apple Melancholy Hill. Lily mà nhốt ném vào trong nhưng mà nó bị từ đây nó bị rồng thổi. Càng cái này mới thêm trò gì mà sao nó trông uy tín vậy? Kỳ nhỉ, sao đến thợ săn quỷ với thú nhỉ? Thợ săn quỷ à, chạy lấy con thên nhỉ? Quy không? Quy xuống đáy đập đi. Dù đây này. Hai rồng. Hai rồng không bị những mấy nhỉ? Nghĩ đi nào, chơi gì bây giờ, làm sao để xử bọn này bây giờ, 28 máu. Rồng, mình muốn rồng thổi vào con voi mình. Con voi mình đứng bên kia thôi, con cắp mình sang bên này vậy. Thế mình cũng hơi muốn con rồng mình nó thổi, mà con rồng bạn kia vậy thổi vào góc của con sàn bên mình. Rồng mình nên để ở giữa không? Điều phân vân đấy. Chơi gì nữa bây giờ? Thôi thêm đồ thôi. Thêm đồ cũng có. Truy hồn. Thêm. Đây đầu tiên nó thêm 2. Thêm 2 vào thì bọn phải bỏ Lily đi à? Justice reigns supreme. Let there be light. Justice reigns supreme. Này thôi. Justice supreme. Trâu quá, mấy cái thằng này có thêm mấy trăm dắt phép, trâu quá anh em ơi. Tình hack não quả thợ săn quỷ điên phết. Tốt đấy, mà này chơi hay á. Sẽ học trò này anh em ơi. Trò thợ săn quỷ bạn này. Thôi anh em ơi, video mình đến đây kết thúc rồi. Trận này hơi dài dòng vì cố gắng cân kèo nhưng mà bạn này cân mình quá. Nên là vậy thôi. Thì mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích tiếp trên hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye anh em.